Chào các bạn, clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để cho chúng ta có thể bật được phím home ảo trên những chiếc điện thoại iPhone XS Max, iPhone X và kể cả những chiếc điện thoại đời cũ hơn như iPhone 6, 6S. Đầu tiên chúng ta vào phần cài đặt. Các bạn chọn cho mình phần cài đặt chung. Các bạn chọn cho mình phần trợ năng. Các bạn chọn vào phần Activity vừa tắt. Ở đây chúng ta có phím Activity vừa tắt, các bạn chọn cho mình bật. Như vậy là trên màn hình nó đã hiển thị cái phím trợ năng. Trong phím trợ năng này thì có phím màn hình chính, đây là cái phím home. Chúng ta có thể thay thế cho cái thao tác vuốt từ dưới màn hình lên, hoặc là chúng ta có thể thay thế cho phím home cứng trên những dòng điện thoại từ iPhone 8, 8 Plus, 7, 7 Plus, iPhone 6S, 6 và những dòng điện thoại iPhone cũ hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy video hữu ích, nhớ like và chia sẻ cho mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Hãy cùng like và subscribe kênh để nhận thêm nhiều những video thú vị hơn vào lần sau nhé.